Sáng nay, trong lúc đang vui chơi tại khu vực trước lớp, một nhóm học sinh trường trung học cơ sở Sơn Tây ở thị trấn Sơn Tây, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh bất ngờ bị khối lan can đổ sụp lên người. 3 em học sinh đã bị chấn thương nặng. 3 học sinh lớp 6 của trường trung học cơ sở Sơn Tây bị thương nặng là Mai Văn Thịnh, Mai Văn Khánh và Nguyễn Tuấn Phi. Vụ việc xảy ra vào giờ ra chơi tiết 2. Nhóm học sinh này đang chơi tại tầng 2 thì bất ngờ mảng lan can đổ sập. Do đứng gần, 3 học sinh không kịp xử lý nên bị toàn bộ khối lan can đổ lên đầu gây bất tỉnh. Ngay sau khi xảy ra tai nạn, các cán bộ và giáo viên đã nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo. Theo chẩn đoán ban đầu, có một em bị gãy tay và 2 em còn lại bị chấn thương sọ não. Do chấn thương quá nặng, hiện cả 3 em đang được chuyển ra Bệnh viện Ba Lan, thành phố Vinh, Nghệ An để điều trị.